Chương 11, lão tử nhìn, hạ. Nhưng trong lòng hắn không thích đàn bà thanh lâu, một đôi tay ngọc ngàn người gối, một nét môi son vàng khách chạm vào, vậy nên một chút háo sắc lát sau biến mất không còn bóng dáng. Phụ nữ luôn có trực giác rất nhạy, đặc biệt là Lý U Nguyệt thông minh sắc xảo. Nàng nương ánh trăng mơ hồ thấy vẻ chán ghét trong mắt phong liệt, mặc dù không quá rõ ràng nhưng tựa thanh kiếm sắc bén đâm vào tim nàng. Không biết sao tự dưng Lý U Nguyệt cảm thấy rất oan ức, nàng không để ý tình hình nguy hiểm, thân thể mềm mại vùng vẫy, miệng khẽ hét, thả ta ra. Ta tự đi. Gì? Phong liệt đang lao nhanh chợt khựng lại. Nếu mày quá khẽ, nàng nổi điên gì đó. Nàng có thể chạy nhanh hơn thì vệ long võ giả thành phủ chủ không? Nàng có thể nhảy qua tường vây thành phủ chủ sao? Chạy không lại thì sao chứ? Cùng lắm là một chữ chết thôi lý u nguyệt ta dù có chết cũng không muốn để đám đàn ông thối các ngươi đụng thả ta ra lý u nguyệt chẳng hề lùi bước đối diện phong liệt khuôn mặt tuyệt trần đầy vẻ bướng bỉnh nàng phong liệt vẻ mặt tức giận định chửi đổng lên rằng làm nghề như các người ít bị đàn ông đụng chạm lắm vậy nhưng lời đến bên miệng hắn nuốt xuống không vì cái gì chỉ bằng vào cha của nàng này hắn chọc không được một khi Lý U Nguyệt bị uất ức gì thì tương lai ở bên tai cha nàng khóc lóc kể lễ, lúc đó e rằng hắn sẽ chịu không nổi. Hơn nữa nếu nàng ta trở lại Ma Long Giáo có thể thành đại tiểu thư gia tộc Lý thì Ma Long Giáo, chỉ bằng thân phận bình thường đời này của hắn, đến khi đó sách dạy cho người ta còn không xứng, nên chừa lại đường lui mới tốt. Phong liệt hung tận uy hiếp, ngoan ngoãn đi. Nếu không đừng trách lão tử đánh nàng ngất xỉu tiếp theo hắn mặc kệ Lý U Nguyệt phản đối ông nạn nhanh chóng vọt qua vài tường viện cao hai trượng. Ngươi là tên khốn. Lý U Nguyệt thấy phản đối vô hiệu thì há miệng cắn bả vai Phong Liệt. Chưa hết giận còn dây trái phải. Phong Liệt hú lên, qua. Wow. Hắn suýt chút kìm không được vận chuyển nguyên lực, nhưng ngẫm lại cuối cùng nhìn. Có thể tưởng tượng một khi hắn vận chuyển nguyên lực thì chắc chắn sẽ chấn rất nguyên hàm răng của Lý U Nguyệt nếu mà hắn làm như thế thì Lý Hộ Pháp không moi hết xương toàn thân hắn ra mới là lạ. Chết tiệt. Lão tử nhìn. Phong liệt nghiến răng gầm lên, biến đau đớn thành lực lượng, bỗng tăng nhanh tốc độ lên gấp đôi. Lúc này phía sau đã có thị vệ thành phủ chủ phát hiện tung tích của họ, kêu gọi đuổi theo hai người. Những thị vệ này đa số là long võ giả nguyên khí cảnh. Hơn nửa quen đường đi nước bước trong thành phủ chủ, thế là tốc độ nhanh hơn phong liệt vài bậc mắt thấy tường ngoài thành phủ chủ to lớn gần ngay trước mắt, phong liệt càng nóng nảy hơn. Đằng sau mười mấy tên long võ giả cách hắn chưa đến trăm trượng, nếu bị đuổi theo e rằng sẽ chém hai người thành thịt vùng mất. Càng làm phong liệt lạnh lòng là ngoài tường thành phủ chủ cao cỡ năm trượng, do sắt đá rèn thành, trên dưới bóng loáng như gương toát ra ánh sáng đen. Phong liệt thầm rủa, kim vô trì chết tiệt. Đảnh quá xây tường cao như vậy làm chi? không biết lão tử mới là nguyên khí cảnh tam tầng thôi sao? Lấy tu viên nguyên khí cảnh tam tầng hiện giờ của hắn. Muốn một hơi vọt lên ba trượng đã là không tệ, trước mắt tường ngoài cao năm trượng đối với phong liệt là khiêu chiến rất lớn. Nếu là tường đá bình thường thì dễ nói, phong liệt đôi tay vận chuyển huyền công cũng có thể bấu thủng tường nhanh chóng leo lên. Nhưng tường cao trước mắt do sắc đá đúc thành, phong liệt dùng hết tám phần sức lực vỗ một chưởng, ngay cả trưởng ấn nhàn nhạt cũng không in dấu được, làm hắn tức đến muốn chửi má nó. Lúc này tiếng đánh nhau phía xa đã kinh thiên động địa, chắc chắn Lý Hộ Pháp không theo tới được. Phong Liệt đứng sững sờ dưới chân tường. Mày nhíu chặt, mặt treo vẻ do dự. Dường như Lý U Nguyệt cũng phát hiện tình hình trước mắt của hai người nguy ngập, chậm rãi lỏng miệng, mép môi kéo theo sợi chỉ máu, có thể thấy mới rồi nàng cắn rất mạnh. Lý U Nguyệt yên lặng nhìn Phong Liệt nhíu chặt mày, thanh âm mềm nhẹ hỏi, chúng ta, sắp chết ư. Trong đôi mặt đẹp không thấy một chút sợ hỉa. Phong liệt nghe Lý U Nguyệt hỏi, cúi đầu nhìn giai nhân trong ngực, hai người gò má cách nhau gan tất, bốn mắt nhìn nhau, có thể ngửi thấy hơi thở, lòng đều rung lên. Mặc dù trong lòng có lớn cấn nhưng Phong liệt không thể không thừa nhận rằng đôi mắt nàng thật đẹp. Như là ngôi sao sáng nhất trời đêm, trong suốt mà sâu thẳm lòng phong liệt rất không muốn tin đôi mắt đẹp như vậy có thể xuất hiện trên mặt một kỹ nữ. Phong liệt khẽ thở dài, ngoái đầu liếc đằng sau lưng đám thị vệ nhanh cờ hờ nờ gờ tới gần, bỗng vẻ mặt hắn dứt khoát như là đặt quyết tâm gì. Hắn vội nói với Lý U Nguyệt ở trong ngực mình, ông chặt ta. Nhanh lên. Lý U Nguyệt ngẩn ra, khó hiểu hỏi, a, à, Tại sao? Ai, thật là phiền phức. Phong liệt không muốn giải thích gì nhiều, hắn đem đôi tay Lý U Nguyệt quàng quanh cổ mình, lạnh lùng nói, không muốn chết thì làm theo lời ta. Lý U Nguyệt không muốn nghe theo nhưng hoảng hốt bị sự nghiêm túc của phong liệt chấn động. Mơ màng ông chặt cổ hắn, dựa sát người. Nhưng khi nàng hồi phục tinh thần lại mới phát hiện tư thế này quá là mập mờ, thoáng chốc xấu hổ muốn chết. Giờ phút này dù có mùi thơm thân thể giai nhân thấm lòng người, trước ngực căn phòng cục thịt mềm mại, nhưng phong liệt không hề cảm nhận sự mập mờ gì hết hắn vươn hai tay ra, miệng khẽ quát, hắt. Ngay sau đó, chỉ thấy đôi tay hắn bỗng biến thành hai vuốt trồng đen thui, ngón sắc bén lóe tia sáng âm bắn ra bốn phía, vẫy đen rậm rạp trải rộng, gai nhọn đâm tua tủa. Đây không phải chiến kỹ bình thường có thể so sánh, đó là bí mật lớn nhất của phong liệt. Cương khí Lý do hắn khiến Lý U Nguyệt ông cổ mình chứ không phải cổng sau lưng là bởi vì sợ nàng nhìn ra đôi tay hắn biến đổi. Lúc này Lý U Nguyệt chỉ là người trần, có lẽ chưa biết sự lợi hại trong đó. Nhưng nàng là con gái của Lý Hộ Pháp, sau này có 10 phần 10 khả năng trở thành Long võ giả, sớm muộn gì sẽ tiếp xúc với bí ẩn ma Long, phong liệt không thể không cẩn thận được. Bây giờ phong liệt mới thức tỉnh thần thông thiên phú này, chỉ có thể biến hai tay thành như vậy, nếu khi hắn biến hóa làm ma Long hắc ám chi thân thì toàn thân chỗ rắn chắc nhất chính là đôi tay, phong liệt gọi là ám trảo. Đương nhiên không lâu sau, tu vi tăng tiến hắn đương nhiên sẽ biến hóa toàn thân. Lúc đó, một khi hắn vận chuyển thần thông này, sức chiến đấu sẽ tăng vọt gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần, hơn nữa cả người biến vừa hư vừa thực, thực thì tường đồng vách sắt, hư thì vô chất vô hình, thậm chí có thể triệt để dung hợp với hắc ám, gần như bất tử bất diệt. Sau khi đôi tay phong liệt biến đổi, hắc ám xung quanh có một tia lực lượng quái lạ nhanh chóng rót vào đôi vuốt của hắn, khiến tia sáng âm u càng chói lòa hơn ngay sau đó, phong liệt bỗng nhảy vọt lên cao, hơn ba trượng thì tốc độ mới chậm lại. Nhưng lúc này, chỉ nghe một tiếng xì xì khe khẽ, hai vuốt của phong liệt dễ dàng bấu vào vách tường làm bằng sắt đá, giống như bấu vào đậu hũ không tốn chút công sức. Chương 12, Dâm Nam Lãng Nữ Hắn hơi mượn sức liền nhảy lên đầu tường, tiếp đó ông Lý U Nguyệt không chút dừng lại nhảy xuống tường cao, len vào bóng đêm phía xa. Vài giây sau, mười mấy hộ vệ thành phủ chủ đi tới dưới tường cao, cùng nhìn lên ba trượng bờ tường có hai cái lỗ đen, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Họ biết rõ tường ngoài thành phủ chủ năm đó lúc mới xây dựng hỗn hợp nhiều tinh thần thiết đúc thành, dù là cao thủ chân khí cảnh đều rất khó phá hỏng nó. Nhưng mới rồi cái tên trông như chỉ có thực lực nguyên khí cảnh lại đem vách tường cực kỳ vững chắc bấu ra hai cái lỗ, điều này khiến đám thị vệ nguyên khí cảnh lòng lạnh lẽo. Nhưng họ có trách nhiệm trong người, nên ngay ra một lúc rồi đều lấy lại tinh thần, cùng kêu gào chạy hướng cửa lớn. Họ không có thực lực trèo lên tường cao năm trượng, đành ngoan ngoãn đi cửa chính. Phong liệt sinh hoạt ở Thiên Lân Thành 15 năm, đương nhiên rất quen thuộc đường phố trong thành. Hắn mang theo Lý U Nguyệt ra khỏi thành phủ chủ rồi thì trái chui phải lòn, toàn chọn hẻm vắng u tối, không qua chốc lát đã bỏ lại mấy hộ vệ theo đuôi không còn bóng dáng, tiếp theo hắn vội và chạy ra ngoài thành. Hắn biết rõ lần này người bị hắn giết chết là thập ngũ thái tử có thân phận vô cùng hiển hách trong kim long thiên triều. Còn là ở gần hoàn thành dưới chân thiên tử, e rằng không tới ba giây thì thiên triều long võ đại quân sẽ hoàn toàn phong tỏa xung quanh. Đến khi đó đừng nói là một lý hộ pháp và hắn bình thường chỉ có nguyên khí cảnh tam tầng, dù là cao thủ ma long giáo dốc hết sức mạnh ở địa bàn kim gia e rằng không chiếm được một chút ưu thế. Thiên lân thành chỉ là một tòa thành, phong liệt từ chính giữa thành phủ chủ đi tới dưới tường thành chỉ mát dây lát mà thôi, vì không phải đi cửa thành nên hắn không gặp trắc trối nào khác. Hắn nhẹ nhàng vượt qua tường thành cao ba trượng, trốn chạy. Lúc này nguyên thiên lân thành đã sáng rực ánh lửa. Sáng như ban ngày, xe ngựa hí vang trời, loạn thành một đoàn mặc dù là nửa đêm nhưng náo nhiệt hơn ban ngày rất nhiều dưới tình hình này dù là đồ ngốc cũng biết xảy ra chuyện lớn trong phút chốc tất cả người ở thiên lân thành đều tinh thần hoang mang phong liệt nhanh chóng lao tới trước phía sau thật lâu không thấy bóng kẻ địch hắn biết đa số cao thủ thành phủ chủ chắc là bị lý hồ pháp dẫn đi còn lại một ít tôm tép đuổi không kịp thần tốc kinh người trong bóng tối của hắn lòng thầm thở phào ma long võ giả tu luyện là hắc ám nguyên lực cũng xưng là ma nguyên lực trong đêm đen so với võ giả chính chân long huyết mạch khác có ưu thế bẩm sinh. Đặc biệt phong liệt thức tỉnh là thượng cổ ma long hoàng huyết mạch, có ưu thế hơn ma long võ giả bình thường, mặc dù không vận chuyển ma long hắc ám chi thân thì tốc độ cũng nhanh hơn thì vệ nguyên khí cảnh thành phủ chủ sau lưng đuổi theo rất là nhiều. Phong liệt cúi đầu nhìn Lý U Nguyệt, nhíu mày. Trước mắt mới bắt đầu con đường chạy trốn mà thôi, phía sau con đường còn rất xa xôi nếu hắn cứ ôm một đại mỹ nhân nhẹ như lông chim này mặc dù không phải chuyện cực nhọc gì nhưng cũng chẳng ra cái gì cả tuy nhiên nếu để lý u nguyệt tự mình chạy thì không nằm trong suy nghĩ của hắn nếu làm thế không khác gì chịu chết lý u nguyệt ở trong ngực phong liệt kìm không được hỏi chúng ta đang đi đâu phong liệt bực dọc nói đi đâu hả làm sao ta biết trước tiên trốn thoát khỏi đây đã rồi tính bả vai hắn bị lý u nguyệt cắn hơi thấy nhất khiến hắn rất bực mình đối mặt thì vệ thành phủ chủ mà không bị thương lại rơi vào miệng một cô gái tay trói gà không chặt thật là chuyện quái lạ lý u nguyệt nhìn phong liệt thầm tức giận lại nhìn tác phẩm mình để lại trên vai đối phương mắt đẹp lóe lên ý cười nhưng nàng thấy phong liệt tráng ướt đẫm mồ hôi thì có chút bất nhẫn dù sao đối phương là đến cứu nàng nàng làm như vậy hơi giống lấy oán trả ơn Phong Liệt vừa bay nhanh vừa rầu lo nói, nếu mà có hai con ngựa thì tốt rồi, nếu không đợi trời sáng thì chúng ta vẫn khó thoát chết. Lý U Nguyệt hỏi, ngươi nói xem, người kia thật sự là cha của ta. Mắt nàng nhìn chầm chầm Phong Liệt, có chút mong chờ rồi lại hơi phức tạp, nàng nghĩ đến cảnh ngộ mấy năm này của mình, lòng kìm không được rất hận phụ mẫu mình. Nàng thật khó tưởng tượng nếu phụ mẫu ngày nào đó đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thì sẽ làm sao, trong lòng rất mâu thuẫn phong liệt hời hợt nói làm sao ta biết lão già đó luôn đội mặt nạ ta chưa từng thấy bộ dạng của lão ta chỉ biết họ lý nhưng chuyện này chắc chắn không sai được ngoài miệng hắn đáp lời vấn đề của lý u nguyệt trong lòng thì đáng đó tiếp theo nên làm sao từ khi hắn trùng sinh gặp chuyện khác biệt rất lớn với kiếp trước tất nhiên đều là do hắn cố ý tạo ra điều này khiến hắn tăng thêm niềm tin sẽ thay đổi vận mệnh tương lai của mình nhưng tiếp theo nên sắp xếp thế nào thì phải kế hoạch một phen mới được chắc chắn phải đi ma long giáo vì chỗ đó có rất nhiều người hắn nhất định đi gặp cũng có nhiều cơ duyên chờ hắn bắt lấy ví dụ như thiên long nhẫn bí ẩn đời này hắn phải cướp nó vào tay trước sở huyền đương nhiên quan trọng nhất là ma long giáo chủ sở huyền sở điệp long vũ ân oán với những người này chờ hắn chấm dứt cứu sở điệp và long vũ là trách nhiệm hắn không thể đùn đẩy sở huyền là đối thủ đã định sẵn đời hắn ông trời sớm định trước hai người chỉ có một tồn tại từ khi phong liệt trùng sinh thì vận mệnh của hắn đã liên kết chặt chẽ với những người này vĩnh viễn không thể trốn tránh được nhưng phong liệt cũng hiểu rằng quan trọng nhất bây giờ là phải thoát khỏi kiếp nạn trước mắt rồi mới tính đến chuyện khác chính lúc phong liệt và lý u nguyệt ông tâm sự riêng thì bỗng nhiên phía xa có tiếng ngâm thư lanh lảnh theo ghí đêm thổi đến kéo tinh thần hai người trở lại hiện thực nguyệt thượng trung thiên điểu bất kiến, tinh quang sáng lạng đạp ca hành, thanh phong phơ phất vi vi lương, mỹ tử hạ đổ đẳng thiên lượng. Thơ hay! Thơ hay! Mỹ nhi, bổn công tử làm bài thơ này như thế nào? Hi hi! Thơ của công tử đương nhiên không dở rồi, Mỹ nhi luôn rất khâm phục. Trong thiên hạ có ai không biết, công tử chẳng những thiên phú kinh người, tu vi cao sâu, hơn nửa văn tài phong lưu, không người sánh được, xứng đáng với tuyệt thế thiên hạ có thể tùy thân hầu hạ công tử chính là phúc phận mà mị nhi tu mười kiếp. Nhưng mà công tử... Trăng thanh gió mát thế này, mị nhi còn muốn thử một phen tài nghệ điên đảo càng khôn của công tử nữa. Hi hi hi. Hắc hắc hắc, được. Được. Mị nhi, tối nay bổn công tử vui vẻ, ban cho nàng ba canh giờ. Đa tạ công tử. À, à, công tử chậm chút đi mà, để nô gia cởi quần áo đã, cần gì phiền phức như vậy, mặc quần áo càng khiến bổn công tử hứng hơn. Phong liệt nghe tiếng xe ngựa ngày càng gần và ngôn từ dâm dục thì mắt chợt sáng lên. Có xe ngựa. Hi hi, đúng là may mắn. Hắn bỗng tăng tốc độ lao hướng phát ra tiếng nói. Lý U Nguyệt thính lực không đủ, thấy vẻ mặt vui mừng của Phong Liệt thì khó hiểu. Chương 13, dâm nam lãng nữ, hạ. Lát sau, chính giữa đường rộng thênh thang có một chiếc xe hai con ngựa hào hoa lắc lư dữ dội xuất hiện trong tầm mắt phong liệt. Nhưng tiếp theo, ánh mắt phong liệt lóe qua kinh ngạc. Chỉ thấy hai con ngựa kéo xe cao gần trượng, da lông bạc trắng sáng loáng dưới ánh trăng tỏa ra từng vòng vần sáng bạc. Trên trán có cái sừng bạc nhọn nửa thước, trông rất hung mảnh thần tuấn. Trên lông huyết lục, dù là trong thân thể người hay thú đều ẩn chứa hoặc nhiều hoặc ít chân lông huyết mạch, giả thú thức tỉnh chân lông huyết mạch mạnh mẽ hơn giả thú bình thường gấp vô số lần. Ánh mắt của Phong Liệt dễ dàng nhìn ra hai bảo mã kéo xưa này rõ ràng là lông mã đã thức tỉnh ngân lông huyết mạch, hơn nữa hai lông mã có tu vi hậu kỳ nhất cấp, tương đương với lông võ giả bảy, tám tầng nguyên khí cảnh. Chớp mắt Phong Liệt từ bỏ ý nghĩ cướp xe ngựa, lấy hai con lông thú nhất cấp thay đi bộ thì chủ nhân của nó đương nhiên không tầm thường, không phải bây giờ hắn có thể chọc vào. Phong Liệt lập tức nhoáng người đi vòng sang bên, muốn tránh qua đoàn người. Hành động của Phong Liệt sớm rơi vào mắt đối phương, bốn hộ vệ sắc mặt lạnh lùng nhoáng người lên chặn trước xe ngựa. Lấy ra trường kiếm, cảnh giác nhìn Phong Liệt và Lý U Nguyệt. Một người đàn ông trung niên quát hướng Phong Liệt, dám tới gần năm trước, giết chết không tha. Phong liệt không muốn dây dưa nhiều, cách xe ngựa một đoạn không giảm tốc độ lao tới trước. Bốn tùy tùng lạnh lùng nhìn hai người dần khuất xa, không ra tay ngăn cản. Nhưng đúng lúc này, trong thùng xe không ngừng lắc lư bỗng vang lên tiếng kêu khẽ, sau đó nghe giọng thanh niên trẻ tuổi lầm bầm, tối nay ánh sao rực rỡ, không ngờ bổn công tử còn có may mắn gặp hái hoa tặc, hắc hắc hắc. À, nha, công tử, người ta hái hoa liên quan gì người? không phải người cũng đáng hái đóa hoa mỹ nhi ư? Người đàn ông cao giọng nói với ngoài xe ngựa, mỹ nhân đó có đùi đẹp thon dài. Đáng giá bổn công tử lay động vài ái, hắc hắc, người đâu, ngăn bọn họ lại cho ta. Nghe chủ nhân lên tiếng, lập tức có hai hộ vệ nguyên khí cảnh ngủ tầng chớp mắt lóe người, nhoáng lên vài cái đã chặn trước mặt phong liệt, không ra tiếng nói vung trường kiếm chặn đường của hắn. Phong liệt hiếp mắt, lạnh lùng nói với hai người trước, hai vị, mọi người ai đi đường nấy, không biết cản đường tại hạ là có ý gì. Hừ, gặp chuyện bất bình có người xen vào. Mặc dù bổn công tử hái nhiều đóa ha nhưng luôn gai mắt hái hoa tặc. Gặp phải công tử xem như ngươi xui xẻo. Thả mỹ nhân ra, ngươi tự phế tu vi rồi chút đi. Theo tiếng quát quái dị của người đàn ông. Chiếc xe ngựa xa hoa về một tiếng xuất hiện gần chỗ phong liệt, nhanh như gió. Ngay sau đó, màn thùng xe vén lên, một thiếu niên âm tà nửa người ở trần hiện ra. Thiếu niên tóc bạc mắt bạc, diện mạo tuấn tú, trên mặt góc cạnh rõ ràng nhưng ánh mắt thì âm u đáng sợ. Gã liếc phong liệt một cái rồi khinh thường hừ, sau đó trong mắt nhìn chầm chầm lý u nguyệt trong ngực hắn, ánh mắt dâm dục ngày càng sáng ngời. Cùng lúc đó, một cô gái xinh đẹp mặt ửng đỏ, mặt váy xanh đang vén váy dài, đôi mắt quyến rũ ngồi trên người thiếu niên, rất hưởng thụ nhúng lên xuống, vừa đá lông nheo với phong liệt bộ ngực cao vút lõa lồ bên ngoài nảy lên xuống, rất là hấp dẫn. Lý U Nguyệt kiều giọng hừ một tiếng, hừ. Mặt nàng đỏ rực quay đi, phong liệt thì đắm đuối nhìn bộ ngực cô gái, kiếp trước hắn chưa từng thấy hình ảnh đó, lòng bất giác nóng lên. Nhưng chỉ chốc lát sau đau nhức trên cánh tay đánh thức hắn, chỉ thấy Lý U Nguyệt giận dữ trừng mắt. Phong liệt xấu hổ cười, dời tầm mắt chú ý vào thiếu niên. Ngân Long võ giả nguyên khí hậu kỳ. Phong liệt nhìn thiếu niên, con ngươi co rút, mặt hiện vẻ nghiêm túc. Trên lông huyết lục thường thì lông võ giả thức tỉnh là một loại chân lông huyết mạch. Ở mặt ngoài có thể phân biệt ra. Ngân lông võ giả am hiểu công pháp thủy thuộc tính, bình thường đều là tóc bạc lông mày bạc, hơn nữa trong 10 loại lông võ giả thì ngân lông võ giả là dâm nhất. Tính trồng dâm tà, tập tính này thể hiện rõ ràng trên người ngân lông võ giả mặc dù không thể kết luận tu vi thật của thiếu niên nhưng phong liệt dựa vào ánh mắt có thể đoán ra người này là cao thủ hậu kỳ nguyên khí cảnh khoảng thất bát nguyên khí cảnh nếu thật sự ra tay thì phong liệt tự đánh ra trạng thái lúc này của hắn dù giết được người này cũng sẽ trả cái giá cực kỳ thảm khốc nhưng khiến phong liệt cực kỳ vui mừng là lúc này vào đêm khuya bóng tối xung quanh rất có ích cho ma long võ giả như hắn cô gái thì giống như bốn thị vệ đều ngân long võ giả nguyên khí cảnh ngũ tầng, nhưng không tha khinh thường. Phong liệt hiểu đại khái thực lực của đối phương rồi mới thản nhiên nói, ta nghĩ các hạ đã hiểu sai, ta không phải hái hoa tặc gì, đây là bằng hữu của ta. Nếu không còn chuyện gì khác thì hy vọng các ngươi hãy tránh đường. Vừa nói hắn vừa âm thầm do xét trong nhẫn trữ vật, muốn nhìn nhẫn trữ vật của thập ngũ thái tử có binh khí tiện tay gì không? Đáng tiếc khiến hắn thất vọng rồi trong nhẫn của thập ngũ thái tử có các loại trang sức quần áo con gái. Xuân dược nam nữ đủ loại nhiều không đến xuể, nhưng trừ chút ít đang dược ra thì không có một chút gì hữu ích cho hắn, trong lòng rất khinh thường. Hi hi, không phải là hái hoa tặc thì ngươi che mặt làm cái gì? Không lẽ các ngươi chơi trò bỏ trốn? Trong thùng xe cô gái tên Mỹ Nhi cười duyên, chợt nhướng mày hơi ngạc nhiên nói với thiếu niên dưới thân rằng, công tử, cửa thành thiên lân thành mở rồi, có lẽ tối nay chúng ta không cần ăn ngủ bên ngoài. Phong Liệt và Lý U Nguyệt nghe lời cô gái nói thì lòng sốt ruột, nói không chừng lát sau sẽ có kẻ địch đuổi theo, tình huống trước mắt rất nguy hiểm. Thiếu niên tóc bạc dường như không nghe thấy lời của Phong Liệt và cô gái, đôi mắt dâm tà nhìn chầm chầm Lý U Nguyệt khó thể rời đi, tặc lưỡi nói, chật chật, thật là lo đỉnh xinh đẹp thượng đẳng, lại còn là xử nữ, đúng là chuẩn bị cho bổn công tử, hắc 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 nhưng không biết có phải là ngân long huyết mạch không, nếu đúng thì càng hoàn mỹ, nếu không thì e rằng không chịu nổi bổn công tử trong ruổi Lý U Nguyệt bị ánh mắt cực kỳ dâm dục của thiếu niên nhìn khó chịu vô cùng, thân thể mềm mại khẽ run, vùi người vào ngực phong liệt. Sử nữ Phong liệt sửng sốt nhìn Lý U Nguyệt, khiến nàng mặt đỏ hồng. Mặc dù hắn sống hai kiếp nhưng kiếp trước tập trung tu luyện, không hiểu nhiều về chuyện bình thường, với đàn bà càng trắng như tờ giấy kiếp trước hắn sống đến 25 tuổi vẫn là xử nam, có một người yêu nhưng chưa đợi gạo nấu thành cơm đã cùng giai nhân cách biệt âm dương. Hắn luôn xem Lý U Nguyệt là thanh lâu kỹ nữ, mặc dù có nghe nói cô gái này nghệ không bán thân, nhưng chắc chỉ là mánh lới mà thôi, lòng thầm tiếc. Tuy nhiên giờ nghe thiếu niên nói Lý U Nguyệt là xử nữ khiến hắn rất kinh ngạc. Nhưng hắn kết hợp hàng loạt biểu hiện trước đó của Lý U Nguyệt liền phát hiện hành động của nàng rất khác với cô gái thanh lâu khác còn khác biệt ở đâu thì hắn nói không rõ. Chương 14, Quy lực của ám trảo Lúc này hắn đã biết U Nguyệt chính là tấm thân trong sạch, không hiểu tại sao lòng thầm thở ra. Lý U Nguyệt nhạy cảm phát hiện một chút thay đổi từ phong liệt, lòng thầm hân hoan nhưng thấy hắn nhìn mình đăm đăm thì kìm không được buồn bực trừng mắt. Phong liệt kho khan hai tiếng, khụ khụ hắn từ từ dời tầm mắt ngẩng đầu nhìn sáu người ánh mắt dần lạnh băng xem tình huống trước mắt thì không thể tránh khỏi trận huyết chiến rồi nhưng nếu đã ra tay thì phải tiên hạ thủ vi cường kiếp trước tính tình của phong liệt không phải dễ nói chuyện mặc dù tu vi của sáu người trước mắt cao hơn nhưng không đủ làm hắn sợ hãi trong lòng hắn có điều suy tính từ từ đặt lý u nguyệt xuống đất che đằng sau lưng thiếu niên công tử tóc bạc nhìn phong liệt và lý u nguyệt làm như không thấy mình chẳng hề e dè liếc mắt đưa tình thì lòng rất giận, a à, súc Xuất sinh, dám ở trước mặt bổn công tử liếc mắt đưa tình với người người bổn công tử trúng ý hả? Đúng là đi tìm chết. Người đâu, giết. Gã chưa nói hết câu thì chỉ thấy bóng dáng phong liệt đã biến thành cơn gió nhẹ nhanh chóng nhảy hướng bốn thị vệ nguyên khí cảnh ngũ tầng, xem tình hình như là muốn lấy tu viên nguyên khí cảnh tam tầng khiêu chiến bốn người. Thiếu niên ngẩn ra rồi thì cười khẩy nói, hừ tự tìm đường chết. Trên thế giới này không thiếu thiên tài vượt cấp khiêu chiến, nhưng gã chưa từng nghe nói có ai lấy tu viên nguyên khí cảnh tam tầng đơn độc khiêu chiến cùng bốn long võ giả nguyên khí cảnh ngũ tầng. Bốn hộ vệ thấy phong liệt lao ra, biểu tình lạnh lùng không chút thay đổi, ánh mắt hời hợt thản nhiên, rõ ràng đã chịu huấn luyện rất nghiêm ngặt. Phong liệt biểu tình cực kỳ trầm trọng. Hắn biết rõ chỉ có tử sĩ một số chân lông bồi dưỡng mới đạt được trình độ vui buồn không biểu lộ ra như vậy. Nói chính xác hơn thì họ tương đương với nửa người chết. Hắn là Phong gia dòng chính nhị công tử. Không chút xa lạ về tử sĩ. Từ nhỏ đến lớn bên cạnh hắn luôn có hai tử sĩ Phong gia, vào phút mấu chốt có thể dùng bản thân ngăn cản đao kiếm, lấy mạng đổi mạng. Khi thân hình phong liệt nhoáng lên, bốn người kia lập tức hét lớn một tiếng, khí thế đột nhiên toát ra ngoài, chỉ thấy sau lưng họ xuất hiện năm ảo ảnh ngân long dài một trượng, uốn lượn gầm trống, uy thế kinh người tiếp theo họ làm động tác rất đơn giản, xẹt một tiếng, bốn thanh linh bảo trường kiếp cấp thấp trong tay bốn người đột nhiên đâm hướng phong liệt, động tác chỉnh tề ngay ngắn, dường như đã luyện tập vô số lần vậy. Bốn mũi kiếm sắc bén rót vào thủy nguyên cương khí chia nhau đâm hướng các chỗ yếu của phong liệt, khí thế sát phạt nhíp người ập vào mặt. Nếu đổi làm người khác thì dù là long võ giả hậu kỳ nguyên khí cảnh cũng sẽ nuốt hận mà chết. Nhưng thế đi của phong liệt không giảm, miệng hắn bỗng quát to, đôi tay biến hóa ma long ám trảo bỗng biến ra trăm ngàn bóng trảo đánh hướng bốn người. Ma long tham trảo, thiên phiên địa phúc. Bùm 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 bùm, một chuỗi tiếng dòng vang qua đi, thịt tứ giăng, máu tràn ngập, kiếm quang bắn ra bốn phía, chỉ trong khảnh khắc trời đất lặng đi. Phong liệt như một cây thương đứng trên mặt đất. Ánh mắt lạnh băng nhìn thiếu niên trong thùng xe, đôi tay biến ảo không ngừng giữa lông trảo và bàn tay, chớp lóe tia sáng âm u rét lạnh bóng đêm xung quanh từng tia lực hắc ám quái dị liên miên không dứt ùa vào đôi tay hắn. Bốn tử sĩ nguyên khí cảnh ngũ tầng đấu với hắn đều biến thành thịt vụn đầy đất, ngay cả cấp thấp linh bảo trường kiếm đều đứt ra từng khúc. Ma Long võ giả. Sao có thể như vậy? Thiếu niên tóc bạc mặt kinh khủng nhìn đầy đất tay chân cục, không thể tin tưởng chớp chớp mắt. Cô gái nhún nhảy trên người gã cũng dừng động tác, há to mồm, con mắt suýt rớt ra ngoài ma long tham trảo tam thức là chiến kỹ quen tay nhất của phong liệt ở kiếp trước mới rồi sử dụng thiên phiên địa phúc là chiêu thức cuối quần công phối hợp ma long ám trảo đặc biệt của hắn có thể nói là đánh đầu thắng đó phong liệt không hề ngoài ý muốn với kết quả này thiếu niên tóc bạc ngay ra một chốc sau đẩy cô gái trên người ra phất tay mặt vào trường bào trắng nhảy ra khỏi thùng xe biểu tình giận dữ vọt hướng phong liệt cô gái cũng không tục hậu nàng gọn lẹ hơn thiếu niên vút lại váy dài liền nhảy ra thùng xe, ngay cả đồ lót cũng không mặc. Phong liệt nhìn đôi cậu nam nữ này lòng thầm cảm thán, nhưng cũng âm thầm đề phòng. Nếu đã lộ ra lá bài của mình thì hắn không định để hai người này sống sót rời đi. Còn Lý U Nguyệt, Phong Liệt tin tưởng dựa vào tốc độ của hắn thì nàng khó mà thấy rõ ràng. Bùm, thiếu niên tóc bạc khí thế phóng ra, một ảo ảnh ngân long dài một trượng bỗng hiện ra sau lưng, uy nhiếp mênh mông rất kinh người khiến Lý U Nguyệt ở phía xa trao đảo ngay cả đứng thẳng cũng khó khăn. Tương đối thì sau lưng phong liệt uống lượng ba ảo ảnh ma long dài một trượng có chút kém cạnh, dù là Lý U Nguyệt không hiểu võ đạo cũng biết thực lực giữa hai người ai mạnh ai yếu, lòng nàng bất giác lo lắng cho hắn. Tạp chủng, dám giết người của Thủy Thiên lãng ta, tối nay ngươi phải chết. Nếu ta không nhìn lầm thì mới rồi ngươi dựa vào chắc là chiến kỹ. Thiếu niên tóc bạc ánh mắt nghi ngờ nhìn đôi tay phong liệt lộ vẻ suy tư. Thủy Thiên Lãng là ngân long võ giả nguyên khí cảnh thất tầng, hơn nữa xuất thân thế gia đệ tử, kiến thức hiển nhiên không tầm thường. Lúc này gã thấy Phong Liệt sử dụng thực lực nguyên khí cảnh tam tầng chớp mắt giết bốn hộ vệ của mình, kinh sợ qua đi là tràn đầy tò mò. Tình hình khác thường này chỉ có thể chứng minh hoặc là Phong Liệt ẩn giấu tu vi, hoặc là hắn có vấn đề. Hừ, ngươi đừng nói nhảm. Mà lòng tham trảo. Liệt địa thức. Rao. Phong liệt không cho gã cơ hội tìm tòi nghiên cứu thêm, chợt nhảy vọt lên, sau lưng ba ảo ảnh ma long hòa hợp, chớp mắt dài hơn vài chục trượng vung trảo hướng thủy thiên lãng. Xeo xeo, tiếng xé gió trách màn tai người. A. À. Nhìn phong liệt vọt tới, biểu tình của thủy thiên lãng lập tức biến trầm trọng vô cùng, gã mơ hồ cảm thấy khi hắn vọt lên nhẹ như lông hồng, nhưng đáp xuống thì tự cổng một ngọn núi to, có thế vạn quân. Đột nhiên mắt gã chợt lóe tia sáng, kinh ngạc nói: "Thế Mượn Thiên, đây, đây là thiên cấp chiến kỹ của Ma Long giáo, Ma Long tham trảo tam thức. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi muốn lấy mạng của ngươi?" "Ha ha, tốt lắm." Hèn chi tối hôm nay tâm tình của bổn công tử đặc biệt vui vẻ, thì ra là có đại cơ duyên đến. "Ha ha ha." Thủy Thiên Lãng vui vẻ cười to. Ngân Long Phá Phong trưởng Ngoài miệng gã nói vậy chứ động tác tay không chậm chút nào, đôi tay biến thành màu bạc bỗng đẩy lên trời, vùng ra hai chưởng ấn bạc đầy thủy nguyên cương khí nên hướng phong liệt, cương khí sắc bén rít gào trên không trung, từ xa đã thổi quần áo của hắn bay phần phật như muốn la đi theo gió. Nhưng khi ra tay thì tám phần sức mạnh chợt thu thành năm phần, gã e sợ một chưởng đập chết phong liệt. Lúc này phong liệt ở trong mắt gã đã không chỉ là một ma long võ giả nguyên khí cảnh tam tầng bình thường mà tương đương với một bộ thiên cấp chiến kỷ hiếm thấy trên đời. Lỡ sơ sẩy đánh chết thì chắc chắn gã sẽ hối hận nửa đời. Chương 15, Mà lòng tham trảo tam thức Phong liệt mắt lạnh băng, khi đáp xuống gần thủy thiên lãng thì đáy mắt lóe lên ý cười lạnh lẽ. Ngay sau đó, chỉ thấy đôi tay của hắn đột nhiên lại lần nữa biến thành ma long ám trảo, vuốt sắc bén u lạnh, gai nhọn đâm tủa, từng đợt lực lượng hắc ám quái dị điên cuồng rót vào đôi tay hắn. Đặc biệt kinh người là lúc này tiếng sông trảo xé gió hoàn toàn biến mất, trảo xẹt qua không trung như là cá bơi trong nước vậy, lặng im không tiếng động, tốc độ bỗng tăng gấp 10 lần. Xeo xe, hai tiếng qua đi, sông trảo của phong liệt dễ dàng xé rách trưởng ảnh của thủy thiên lãng. Thế đi không hề giảm vốn thủy thiên lãng còn chìm đắm trong suy nghĩ vẫn vê về thiên cấp chiến kỹ mãi đến khi phong liệt tới gần người mới giật mình phát hiện song trảo của đối phương biến ảo quái dị dễ dàng xé ba phần chưởng ấn gã vung ra tiếp tục chập hướng gã thoáng chốc khiến gã sợ hãi biến sắc chuyện này sao có thế nguy rồi ông một bảo giáp màu bạc hiện ra trên người thủy thiên lãng ảnh chiếu thiếu niên tóc bạc mày bạc càng như thiên thần anh vũ bất phàm trên lông huyết lục Long võ giả cấp thấp sử dụng linh bảo chia làm cửu phẩm. Từ 1 đến 3 là cấp thấp linh bảo, từ 4 đến 6 phẩm là trung cấp linh bảo, từ 7 đến 9 phẩm là cao cấp linh bảo. Đương nhiên trên linh bảo còn có trong truyền thuyết huyền bảo, chí bảo, nhưng đối với long võ giả cấp thấp thì đa số nghe danh tiếng thôi, có được một linh bảo tạm tạm đã là phúc duyên sâu rồi. Lúc này bảo giáp trên người Thủy Thiên Lãng là gã lạc vào một tòa thượng cổ di phủ ngẫu nhiên có được ngũ phẩm linh bảo chiến giáp bình thường không tùy tiện lấy ra là phòng ngự cuối cùng của gã dù là cao thủ cương khí cảnh cũng đừng mơ một kích diệt được gã trông thấy đôi tay phong liệt quái dị cho gã cảm giác cực kỳ nguy hiểm tránh cho lật thuyền trong mương gã không chút do dự lấy ra bảo giác nhưng gã chưa kịp thở phào thì sông trảo đã đánh vào ngực gã phong liệt mượn lực lập tức lùi lại ra xa mấy trường mới đứng vững thủy thiên lãng thì lùi nửa bước trên khuôn mặt tuấn tú lộ nụ cười khinh khỏi, hừ lạnh nói, hừ, còn kiến lây cây mà thôi, chiến kỹ cấp bậc đó ở trong tay tạp chủng nhà ngươi, ta. À. Gã định thốt lời châm biếm bỗng cảm thấy có điều lạ, từ từ nhìn hai trảo ấn nhạc trước ngực, đôi mắt bỗng lộ ra vẻ khó tin. Trung phẩm linh bảo chiến giáp đúng là không làm gã thất vọng, lấy tu vi của phong liệt lúc này không đủ để đánh bại gã. Nhưng điều đó không đại biểu cho gã có thể kê cao gối ngủ. Ngay sau đó, trong ngực thủy thiên lãng phát ra tiếng xì si trầm đục, rồi thì dần vô lực ngửa người ngã ra đất, khóe miệng chảy chất dịch đỏ sậm, tắt thở chết. Mãi đến chết gã vẫn không nhắm mắt, lộ ra kinh hoàng và không thể tin. Ma Long ám trảo, vô địch của phong liệt ở kiếp trước đã đem chữ chấn trong Ma Long tham trảo tam thức diễn hóa đến mức tận cùng, lúc trước một kích hiệu quả ngay, mặc dù không đánh vỡ bảo giáp được nhưng chấn vỡ nội tạng của Thủy Thiên Lãng nhưng lần này ra tay rồi sắc mặt phong liệt trắng bệch người khẽ ruông xương toàn thân kêu răng rắc giường như không thể chịu nổi gánh nặng cô gái tên mị nhi nũng nịu hô một tiếng a à, công tử chớp mắt nàng vọt tới cảnh sát thủy thiên lãng mặt đầy kinh hoàng chết tiệt ngươi ngươi dám công tử nhà ta ngân lông thành thủy gia sẽ không tha cho ngươi đi chết đi qua một lúc hoảng hốt mị nhi đột nhiên ra tay chớp mắt một thanh trường kiếm rót thủy nguyên cương khí sắc bén đâm ra, nhưng nàng không đâm vào phong liệt mặt trắng như giấy mà là Lý U Nguyệt ngay ngốc đứng một bên. Phong liệt biểu tình nổi giận, không ngờ người đàn bà này ác độc như vậy. Mắt thấy Lý U Nguyệt sắp mất mạng dưới kiếm, hắn không chút do dự miễn cưỡng nhảy lên, một trảo ảnh đen từ dưới móc lên, từ xa vạch hướng mị nhi. Sông trảo xẹt qua ở trên không trung để lại hai vệt đen hình cung như là xé bầu trời thành hai nửa vậy. Ma lòng tham trảo tê thiên thức. Xèo, có tiếng vũ khí sắc bén đâm xuyên, vệt đen hình cung xa xa trạch thân thể mềm mại của Mỹ Nhi, nàng tách thành hai, ngay cả trường kiếm cũng chia hai, hương tiêu ngọc vẫn. A, à, ủa. Lý U Nguyệt kinh sợ ngay ra dây lát rồi thì phản ứng lại, thấy thân thể rách nát của Mỹ Nhi ở không xa, nàng ngồi sổng xuống nôn không ngừng. Bây giờ phong liệt mới nảy còn hùng hổ không thể đỡ liên tục giết sáu người bỗng nhiên lạ đã, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất hai tay chống đất liên tục học ba bãi máu phong liệt bất đắc dĩ lầm bầm chết tiệt thân thể này quá yếu ngay cả một phần thế thiên địa cũng chịu không nổi xem ra phải nhanh chóng thức tỉnh hoàn toàn ma long hắc ám chi thân mới được mặt hắn trắng bệch đôi tay run lẩy bẩy đầu ù vang máu thịt toàn thân bao gồm cả ngũ tạng lục phủ như là bị xé rách đau đớn khó thể chịu đựng ma long tham trảo tam thức là thiên cấp chiến kỹ lừng lẫy trên đại lục. Có thể nói là uy lực không gì sánh được, nhưng nó có nhiều điều hạn chế. Trong đó ba thức tê thiên thức, liệt địa thức, thiên phiên địa phúc gồm thế mượn thiên, thế mượn địa, thế mượn thiên địa gia tăng vào người lên đến đẳng cấp huyền ảnh, có yêu cầu rất cao với tinh thần và thân thể. Bây giờ tu vi của phong liệt là nguyên khí cảnh tam tầng, cưỡng ép thi triển chiến kỹ này có phản vệ rất lớn với bản thân lúc này tinh thần và thân thể của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không phải cảnh giới tinh thần của phong liệt đủ cao, lần này liên tục sử dụng ba thức e rằng sẽ khiến công lực của hắn hoàn toàn phế. Đánh về nguyên hình. Phong liệt mạnh lắc đầu mơ hồ, muốn đứng dậy nhưng phát hiện không còn chút sức lực, muốn gọi Lý U Nguyệt rồi lại không ra phát tiếng được. Cuối cùng hắn đánh vất vả từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một bình đan dược, là hắn cho rằng nó là linh đan trị thương cực phẩm, diệu xuân đan mặc kệ có bao nhiêu vội rót vào miệng xong nhanh chóng vận chuyển tâm pháp tỏa ra dược hiệu lúc này hướng thiên lân thành đã có vô số ánh lửa từ ngoài thành bốn phương tám hướng chiếu rọi xem ra không ba lâu sau sẽ ra tìm tới đây phong liệt hồi phục một chút sức lực thì cắn chặt răng đứng dậy vất vả lấy nhẫn trữ vật của thủy thiên lãng mị nhi xuống rì cưỡng ép kéo lý u nguyệt nôn hết thức ăn trong bụng nhét vào thùng xe sau đó hắn lả đảo bò vào thùng xe quát to với hai con long mã, đi thẳng dọc theo con đường này. Không được dừng lại. Long thú nhất cấp đều hơi hiểu tiếng người, đặc biệt là hai long mã rõ ràng được dạy dỗ cẩn thận, phong liệt tin tưởng chúng nó có thể nghe hiểu lời hắn đã nói nhưng có nghe theo lời hắn hay không thì chưa chắc. Hí hí. Hai con lông mã hí dài, rồi co bốn vó như lốc xấy lao nhanh tới đằng trước, trong thùng xe gần như không cảm thấy sốc nảy. Nhìn xe ngựa chạy nhanh như bay phong liệt mới thở vào cực kỳ suy yếu nói với Lý U Nguyệt bên cạnh. Ta ngủ trước một lát, nàng coi chừng xe ngựa. Chương 16: Xuân ý vô cùng tuyệt vời. Chữ cuối cùng thốt ra rồi mi mắt phong liệt sụp xuống, lý trí mơ hồ, vô lực nằm trên thảm dày lót trong thùng xe. Nhưng lúc này, mũi hắn bỗng ngửi mùi hương kỳ lạ, mùi rất đậm dường như phong liệt quen với nó nhưng thoáng chốc nghĩ không ra. Lát sau lòng hắn chợt hiện ra một cái tên thực ngân thảo. Nguy rồi. Đây là vị thực ngân thảo hệ ngân long. Phong liệt rất sốt ruột, hắn muốn lớn tiếng kêu lý u nguyệt xuống ngựa, nhưng hé môi không phát ra được chút thanh âm, dần dần, hắn hoàn toàn mất ý thức. Thực ngân thảo là một loại linh thảo sinh trưởng bên cạnh xương viễn cổ ngân long, vì chúng nó ẩn chứa chút hơi thở ngân long nên rất có lợi cho ngân long võ giả tu luyện. Thực ngân thảo thường đẳng thậm chí ẩn chứa một tia long uy, đối với long võ giả đỉnh cương khí cảnh đột phá thần thông cảnh tăng hiệu rõ rệt, có thể gọi là báu vật vô giá. Thực ngân thảo thấp kém thì bị một số long võ giả có thân phận đặt trong thùng xe, nó tỏa ra mùi hương xem như dùng làm nước hoa, ở trên đại lục gần như thành tượng trưng cho quý tộc có thân phận, địa vị nhưng khiến phong liệt lo âu là thực ngân thảo còn kèm một hiệu quả bất ngờ là thôi tình dưới tình huống bình thường đối với long võ giả có thể chất mạnh mẽ thì thực ngân thảo không có hiệu quả lớn lắm vận chuyển nguyên lực liền có thể dễ dàng đẩy nó ra ngoài người nhưng lúc này trong thùng xe mùi thực ngân thảo cực kỳ đậm đặc đối với phong liệt bị trọng thương hôn mê lý u nguyệt không có chút năng lực chống cự thì là tai họa to lớn a à. ngươi ngươi làm sao vậy Ngươi mau tỉnh lại đi. Mới nãy Lý U Nguyệt suýt ói ra cả mật, người choáng váng mơ hồ, lúc này thấy Phong Liệt hôn mê bất tỉnh thì tinh thần rối loạn, khuôn mặt tái nhợt tràn đầy lo lắng. Một đường đi đến, Phong Liệt sớm thành trụ cột trong lòng nàng và là chỗ dựa duy nhất. Nàng thậm chí đã quen mùi trên người Phong Liệt. Giờ đây hắn ngã xuống khiến nàng hoang mang lo sợ. Nhưng nàng không phải cô gái bình thường, hốt hoảng một lúc sau thì dần ổn định tinh thần nàng tiến lên thăm dò hơi thở của phong liệt, phát hiện hắn chỉ là ngất xỉu mà thôi, bác giác xoa bộ ngực thở ra hơi dài. Rồi thì nàng dốc hết sức kéo phong liệt đẩy vào sát thùng xe, khiến hắn nằm thoải mái chút. Hai con lông mã kéo xe rất có linh tính chạy như bay hướng phía xa thiên lân thành, không cần lý u nguyệt chỉ huy khiến nàng bớt lo hơn. Lúc này đã là rạng sáng, trên trời vần trăng dần ngã về tây, ánh sao rực rỡ dần tối đi, khiến trời đất càng tối vài phần trên đường đi đều là núi hoang rừng vắng, không có ai đi đường, chỉ có một chiếc xe ngựa xa hoa hai con ngựa kéo như gió lốc bay nhanh trên đường, tốc độ nhanh tự ti chớp. Đêm nay Lý U Nguyệt liên tục gặp chuyện giật mình, thể chất con gái yếu đuối làm nàng rất buồn ngủ, chiếc xe ngựa xa hoa sóc nảy nhẹ nhẹ khiến nàng bất giác thiếp ngủ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, xe ngựa bay nhanh trong bóng đêm đen đặc, trừ tiếng vó ngựa khe khẽ ra trời đất hoàn toàn tĩnh lặng vết thương trong người phong liệt theo linh đang dịu xuân đang dược phát huy dược hiệu thì dần ổn định lại nội tạng bị chấn nứt cũng nhanh chóng hồi phục cứ tiếp tục như vậy thì không ra vài ngày sẽ hồi phục như lúc ban đầu không biết trải qua bao lâu phong liệt mơ hồ cảm giác có thân thể mềm mịn như ngọc chui vào ngực mình và bàn tay mềm lạnh sờ soạn thân thể mùi tràn ngập hương thơm nữ tính khiến lòng người say làm đáy lòng phong liệt bốc lên ngọn lửa bất giác thân dưới phong liệt chào cờ mông lung có khó phân biệt thật giả dần dần phong liệt càng lúc càng thấy người nóng bức khó chịu cổ họng khô khốc rất khao khát có miếng nước ngọt lành làm dịu đúng lúc này đột nhiên một cái lưỡi ướt át ngọt ngào chen vào miệng hắn phong liệt đang khác mạnh hút lấy cảm thấy thể xác và tinh thần sảng khoái muốn ngừng mà không được nhưng rất nhanh phong liệt không thỏa mãn chỉ như vậy hắn dùng sức xoa nắng ôn hương nhuyễn ngọc trong người dường như chỉ có nhét thân thể mềm mại vào ngực mình mới thấy dễ chịu chút. Đây là bản năng nhân loại phát huy tác dụng, mặc dù kiếp trước 25 năm phong liệt bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng có câu tục ngữ là, không ăn thịt heo chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy. Lúc trước hình ảnh Thủy Thiên Lãng và Mị Nhi đại chiến trong thùng xe sớm khắc sâu vào đầu phong liệt, Đấy lòng hắn bản năng đã cho biết cần làm những bước nào. Tiếp theo mắt hắn vẫn nhắm chặt, lúc mơ lúc tỉnh thô bạo lột sạch vải che đậy thân thể mềm mại trong ngực rồi cởi quần áo mình hồi nào không hay lát sau phong liệt đã tìm đúng vị trí hỏng vào trên thân thể đối phương eo ưỡng thẳng mạnh đâm vào có tiếng kinh kêu như khóc như án vang lên hai thân thể hợp thành một ngay sau đó xe ngựa xa hoa lần thứ hai lắc lư dữ dội nhưng nhân vật chính bên trong từ thủy thiên lãng và mị nhi đổi thành phong liệt và lý u nguyệt tình hình chiến đấu kịch liệt chỉ có hơn chứ không kém tiền bối thật là thiên diêu địa động, quần tinh loạn chiến, thiên địa thất sắc. Nhật nguyệt vô quan. Bóng đêm ngày càng đen, trên trời mặt trăng và ánh sáng hoàn toàn giấu trong bóng đêm, không ai ngờ rằng vùng ngoại ô trong hắc ám đang có cuộc đại chiến xuân sắc sản khoái lâm ly. Dần dần, dường như hai con lông mã kéo xe biết điều chậm lại, trong bóng đêm vô tận chỉ có tiếng thở dốc, rền rỉ mê người văng vẳng thật lâu không ngừng. Đêm nay phong liệt mơ một giấc mộng xuân cực kỳ đẹp, ở trong mộng hắn cùng một cô gái khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc mây mưa cả nước giao hòa nhưng khiến hắn lấy làm lạ là cô gái xinh đẹp đó một chốc là người trong lòng sở điệp kiếp trước lát sau biến thành lý u nguyệt xinh đẹp khuynh thành làm hắn vẫn khó thể thấy rõ ràng nhưng dù là nàng nào thì phong liệt không thể không thừa nhận đêm nay là đêm hắn ngủ ngon nhất cộng cả hai đời thật không muốn tỉnh lại chỉ muốn ngủ đến thiên trường địa cửu biển cạn đá mòn sáng sớm mặt trời nhuộm đỏ nửa bầu trời, mây tí như gò má thiếu nữ hay hồng, làm người nhìn tinh thần vui sướng. Trong một khu rừng thưa thớt, cây cối chọc trời, tràn ngập sương mù, đất đầy cỏ xanh, tràn ngập sắc xanh. Cành lá xung xuê có một đám chim xinh đẹp không biết tên đang liếu ríu hót cho rừng cây thêm phần sống động. Lúc này, một chiếc xe ngựa màu bạc trắng hào hoa đứng giữa rừng cây trên một bãi cỏ phì phiêu, hai con ngựa kéo xe đang cắn cỏ non, ăn ngon lành đột nhiên có giọng nữ cao vút nghe rất êm tai vang trong thùng xe, làm hai con ngựa giật mình rung lên, cùng ngẩng đầu nhìn xung quanh. À, thế này, thế này là sao? Ngươi, ngươi đã làm gì với ta vậy? Sao có thể như vậy? Hu hu, khụ khụ, ta cũng không biết. Không. Ta biết, là thực ngân thảo. Trên chiếc xe này Thủy Thiên Lãng có đặt thực ngân thảo, là một loại xuân dược mạng tính. Ta không phải cố ý ngươi, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi biết thực ngân thảo thì tại sao không nói sớm chứ? Chắc chắn ngươi cố ý rồi. Nhất định là cố ý. Ngươi bồi thường cho ta. Trả lại cho ta. Hu hu hu, á. Cái kia. À, à, ta thật tình không phải, vốn định nói cho nàng biết nhưng ngất xỉu, thế nên, nên, hu hu hu. Chương 17, gia nhân đại biến thân. Chuyện khiến Phong Liệt lo lắng nhất vẫn xảy ra, hắn nhìn thân thể mềm mại trần trụi của Lý U Nguyệt đầy dấu ô mai thì trợn tròn mắt, miệng lắp ba lắp bắp. Lúc này hắn nói lý do dù là sự thật nhưng trở nên yếu ớt không thuyết phục được bản thân hắn chứ nói gì ai. Tuy nhiên giờ đây nói ngàn lời vạn lời cũng vô dụng, làm chính là làm rồi, nói bồi thường. Thứ này có thể trả lại được không? Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt, phong liệt nhức đầu, Ốc rối loạn. Phải làm sao bây giờ? Lão tử không muốn làm người bội tình bạc nghĩa, nhưng lão tử là người chung tình nha. Chuyện đã tới nước này giờ cách tốt nhất là nhận cô nàng này. Sao phải làm sao với điệp đây? Mà không nói gì khác, diện mạo cô nàng này đúng là khuynh quốc khuynh thành, dáng người vạn dặm khó tìm, làn da mềm búng ra sữa, làm lão bà cũng không tệ. Nhưng mà, cái này cần người ta đồng ý mới được chứ lỡ người ta không chịu thì sao cha nàng ta mình không chọc vào nổi làm không tốt thì e rằng sẽ lại trùng sinh nữa mất phong liệt vừa sốt ruột nghĩ cách vừa lặng lẽ ngắm thân thể hoàng mỹ nửa thân trần của lý u nguyệt làn da trắng như tuyết bộ ngực cao vút no tròn hai chân tờ hờ nờ dài thẳng tắp trông trắng như ngọc tối hôm qua người tên mỹ nhi đúng là không bằng mỹ nhân trước mắt một ngón út nữa là phong liệt càng nhìn bất giác thân dưới lại muốn chào cờ đúng lúc này đột nhiên không xa trên một gốc cây có tiếng rào rào khe khẽ phút chốc làm nhiều con chim giật mình rít bay ra xa sau đó một thân hình vạm vỡ đội mặt nạ bằng đồng xanh mơ mơ hồ hồ nhẹ nhàng đáp xuống đất nhanh chóng bước tới xe ngựa phong liệt nghe có tiếng động thì tim rớt cái bịch liếc mắt qua khe hở màn che nhìn ra bên ngoài nhưng tiếp theo hắn kinh sợ biến sắc mặt phong liệt suýt chút bay mất ba hồn bảy vía người đến không phải ai khác chính là lý hộ pháp mà hắn vừa nghĩ tới. Tổ cha nó. Vừa đè con gái người ta xong thì cha tìm đến rồi. Có để cho người ta sống không trời? Mau. Mau mặc quần áo đàng hoàng. Lão già cha nàng tới rồi. Phong liệt vừa lúng cuốn mặc đồ vừa hối lý U Nguyệt khóc nỉ non. a, à. Cha ta. Lý U Nguyệt nghe nói vậy mặt biến sắc, nhanh chóng trùm quần áo lên người hai người vội vã mặc đồ ngay ngắn, giọng Lý Hộ Pháp vang bên ngoài thùng xe. a, à, lại có thể lấy lông mã thay đi bộ, tiểu tử này có chút thủ đoạn. Lý Hộ Pháp nhìn hai con lông mã to lớn, mắt sáng lên, bất giác có chút vừa lòng phong liệt. Lý Hộ Pháp vừa nói vừa tới gần, phất tay vén rèm che thùng xe. Tiếp theo Lý Hộ Pháp trận to mắt suýt trớt ra. Lúc này dù phong liệt, Lý U Nguyệt đã mặc đồ vào nhưng không ngay ngắn, rối cả lên, cộng thêm biểu tình hoảng loạn bị bắt gian tại trận, tình hình như vậy không khó tưởng tượng trước đó xảy ra chuyện gì. Ngươi, các ngươi, khốn kiếp, chuyện này là sao? Lý Hộ Pháp ngẩn ra, sau đó lửa giận hừng hực bóp cổ phong liệt quăng ra ngoài thùng xe. Bùng một tiếng hắn ngã ra đất, phong liệt bị thương chưa lành té ngã đầu óc choáng váng. A, à, tiền bối chờ đã. Hãy nghe ta giải thích. Giải thích. Súc sinh, Ngươi dám khi dễ con gái của bổn tọa hả? Ngươi chết đi cho ta. Lý hộ pháp động sát khí, bỗng giơ tay, vài công kích màu đen dài vài thước sắp chém vào đầu phong liệt. Tiêu rồi. Mạng ta tiêu đời. Phong liệt bay mất ba hồn bảy vía, sợ muốn chết. Lý hộ pháp này là cao thủ thần thông cảnh lục tầng, muốn giết hắn không khó hơn nghiện con kiến. Dừng tay. Không được giết hắn. Nhưng đúng lúc này, có tiếng yêu kiều khẽ quát, một bóng dáng lão đảo vội nhảy xuống xe trắng trước mặt phong liệt, chính là Lý U Nguyệt khóc đến mắt sưng đỏ. Lòng nàng rối bời, cảm giác đối với phong liệt rất phức tạp. Có cảm kích, oán hận, căm ghét, nhưng còn lẫn vào chút cảm tình khó nói rõ. Nhưng mặc kệ là vì sao, nàng không muốn thấy phong liệt chết trước mặt mình. Ngươi! Lý hộ pháp trừng con gái Minh. Lửa giận trong mắt dần lạnh, phút chốc thấy chua xót, không ngờ thất lạc con gái nhiều năm bây giờ gặp lại sẽ là tình cảnh như vậy làm lão thấy vô cùng đau lòng u nguyệt ta và mẹ ngươi nhiều năm không tìm ra tung tích của ngươi khiến ngươi lưu lạc nơi trăng hoa đây là lỗi của chúng ta nhưng mặc kệ thế nào thì ngươi là con gái của lý thiên ký ta và mẹ ngươi vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ ngươi nhưng nếu đã ra khỏi nơi trăng hoa rồi tại sao còn không biết tự ái như vậy thật khiến cha quá thất vọng nghe lời của lý hộ pháp vốn khuôn mặt Lý U Nguyệt đã tiêu tụy giờ biến trắng bệch không chút máu. Thân thể lão đảo chợt ngã ra sau. Phụ thân của mình là xem mình thành kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng, không biết liêm sĩ. Đã kích này đối với Lý U Nguyệt là quá lớn, nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc trống rỗng, muốn chết cho rồi. Câm miệng lại. Lão già nhà ngươi phải trước hiểu rõ tình huống rồi hãy sổ bậy. Phong liệt không nghe nổi nữa, tức giận bừng bừng vội vương tay đữ lấy lý u nguyệt ngã ra sau ông nàng vào lòng ánh mắt hắn nhìn lý hộ pháp đầy giận dữ một chút sợ hãi trong lòng đã không còn sót lại làm đàn ông phong liệt nghĩ rằng lúc này hắn phải có gan nhận trách nhiệm mới đúng huống gì trải qua một đêm hoang đường lòng hắn bất giác xem lý u nguyệt là người của mình không thể nhìn thấy giai nhân chịu uất ức được súc sinh người nói cái gì không lẽ cho rằng ta thật sự không dám giết ngươi lý hộ pháp giận dữ kìm không được định ra tay nhưng lần này phong liệt không né tránh hay thụt lùi ngược lại ngẩng đầu kiên cường chửi to lão già lão muốn giết cứ giết nhưng lão tử dù có chết cũng phải nói rõ cho lão biết chuyện này không hề liên quan gì đến u nguyệt mặc dù lúc trước u nguyệt rơi vào thanh lâu nhưng luôn chỉ bán nghệ không bán thân thủ thân như ngọc trước đêm qua nàng vẫn là thân thể băng thanh ngọc khiết lý do tạo thành tình huống này tất cả là do bên trong thùng xe có thực ngân thảo phong liệt nói một đống đại khái kể lại tình hình rồi yêu thương nhìn lý u nguyệt vẻ mặt thẫn thờ rất là đau lòng chợt lòng hắn máy động vội từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một viên diệu xuân đang tách môi anh đào ra nhét viên thuốc vào đêm qua đại chiến ngất trời tạo thành chút vết thương cho lý u nguyệt mới nhận mưa móc nuốt một viên diệu xuân đan để chữa trị là cần thiết mặc dù hơi giống dao mổ trâu giết gà lý hộ pháp không để ý động tác của phong liệt mắt chớp lóe tia sáng lộ vẻ nghi ngờ ngay sau đó chỉ thấy lão tiến lên một bước hít một hơi mùi vị trong xe tiếp theo lão bắn người ra sau như gặp đã kích nặng nề lúc này trong thùng xe trải qua thủy thiên lãng và mị nhi phong liệt và lý u nguyệt luân phiên đại chiến mùi dâm dục rất đậm rồi hỗn hợp mùi hương kỳ lạ của thực ngân thảo vị rác có vấn đề, khiến Lý Hộ Pháp suýt học máu. May là Lý Hộ Pháp đội mặt nạ thanh đồng khiến người không thấy rõ sắc mặt nhưng chắc là không dễ nhìn. U Nguyệt, thật xin lỗi, cha hiểu lầm ngươi. Chương 18, Giai nhân đại biến thân, hạ. Lý Hộ Pháp trầm ngâm một lúc cuối cùng tin lời phong liệt đã nói, khi nhìn Lý U Nguyệt mắt càng chứa đầy xin lỗi lão tiến lên mấy bước định đón lấy lý u nguyệt khỏi tay phong liệt nhưng nàng vùi sâu vào ngực hắn không chịu đi ra lý hộ pháp bất đắc dĩ thở dài tiếp theo nghiêm mặt lạnh lùng nói với phong liệt tiểu tử ngươi đối xử với con gái ta như vậy định giải quyết thế nào phong liệt nghe thế khựng lại a a phong liệt nghĩ ngợi một lúc nhanh chóng nói vì sợ chậm trễ sẽ không có cơ hội nữa tiền bối nếu chuyện đã đến nước này rồi thì phong liệt sẽ không làm kẻ bội tình bạc nghĩa nhân hơn nữa U Nguyệt có thể nói là tiên nữ trần gian, không có gì không xứng với Phong Liệt ta. Nếu như U Nguyệt không chê thì Phong Liệt ta nguyện chăm sóc nàng cả đời. Lý Hộ Pháp hừ lạnh nói, hừ. Con gái của Lý Thiên ký ta không phải ngươi muốn cưới là được. Chuyện này trước tiên dừng tại đây, chuyện của các ngươi chờ về sau tính tiếp. Lão gặn hỏi Phong Liệt như vậy chẳng qua là thăm dò chuyện lúc trước thôi, trong lòng lão chưa có ý định gả con gái cho hắn, vì đã có người đính ước trước rồi a à. Phong liệt ngay ra, nghe giọng điệu của Lý Hộ Pháp thì dường như không định gả cho gái cho hắn. Lòng bất giác thấy mất mát. Hắn cúi đầu nhìn Lý U Nguyệt, thấy đôi mắt giai nhân nhìn mình, bên trong trừ dò xét ra còn mơ hồ xẹt qua nhu tình đến sắc thép còn phải tan, làm phong liệt suýt chút chìm trong đó không ra được. Bây giờ hắn mới khẳng định, mỹ nhân như tiên nữ thế này, còn là người đàn bà thứ nhất của mình, nếu nàng không gả cho hắn thì phong liệt tuyệt đối không thể chịu đựng được đúng lúc này đột nhiên xảy ra chuyện khen ba người không thể tưởng tượng được chỉ thấy nguyên khí thiên địa xung quanh khẽ chấn động lấy ánh mắt của lý hộ pháp có thể nhìn ra trong không khí từng lũ long hình khí tức dần dần lên khiến người rất kinh ngạc nhưng càng làm người kinh ngạc là lũ long khí thế này đều ùa hướng lý u nguyệt ở trong ngực phong liệt dần dần long khí ngày càng nhiều nhập vào da thịt nàng phong liệt hoảng hốt bật thốt cái cái này là sao lý hộ pháp cười to nói a à. ha 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 tốt u nguyệt sắp thức tỉnh chân long huyết mạch không trải qua Long hồn tế đàn tẩy lễ đã tự thức tỉnh huyết mạch của mình sau này chắc chắn là tiền đồ không thể đo lường ha 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 tiểu tử thả con gái của ta ra a à. thức tỉnh chân long huyết mạch như vậy mà cũng được phong liệt khá hốc mồm tiếp đó hắn buông Lý U Nguyệt ra để nàng toàn diện nhập lấy long khí lượng lờ trong không khí. Lý U Nguyệt vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía không hiểu gì cả. Trên long huyết lục trừ leo lên long hồn tế đàn có thể thức tỉnh chân long huyết mạch trong người ra, một số sinh linh có chân long huyết mạch cực kỳ đậm đặc tự động thức tỉnh huyết mạch, tự như tất cả long thú đều tự nhiên thức tỉnh huyết mạch vậy. Nhưng trong nhân loại có thể tự mình thức tỉnh huyết mạch trong vạn người không có một, hơn nữa dưới tình huống bình thường, có thể tự thức tỉnh huyết mạch thì sau này tiềm lực trưởng thành của Long võ giả đó rất lớn lao. Nhưng Phong Liệt có chút nghi ngờ chuyện Lý U Nguyệt thức tỉnh huyết mạch. Hắn bất giác nghĩ tới vấn đề trên người mình nhưng rồi lắc đầu, ánh mắt chớp lóe nhìn giai nhân trước mặt. Lát sau thân thể Lý U Nguyệt chợt trung lên, một tiếng rồng ngâm chấn trời vang, một chân long ảo ảnh đen lưng có đôi cánh hiện ra trên đỉnh đầu U Nguyệt, uy nhiếp mênh mông khiến Phong Liệt đứng không vững, kìm không được liên tục lùi lại ma long huyết mạch. Tốt. Ha 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 ha. Quá tốt. Lý hộ pháp mừng như điên, ngẫm nghĩ một lúc chật vọt tới trước, vương đôi tay liên tục vỗ mấy trăm cái vào lưng Lý U Nguyệt rồi mới lùi lại. Phong liệt ở một bên nhìn mà đố kỵ và cũng thầm mừng cho Lý U Nguyệt. Hắn biết mới nãy Lý Hộ Pháp nhân lúc long khí và người dựa thế đã thông kinh mạch tàn thân Lý U Nguyệt, sau này nàng tu luyện sẽ tiến triển rất nhanh, tiến bộ siêu mau, dưới cương khí cảnh e rằng không gặp bình cảnh nữa. Lại một lát sau, trong thiên địa rốt cuộc bình tĩnh trở lại, Lý U Nguyệt xảy ra thay đổi cực kỳ lớn. Mặc dù nàng vẫn là yếu điệu xinh đẹp như vậy nhưng không còn cảm giác mảnh mai, tay ngọc vùng lên không trung giấy tiếng xé gió, nhẹ dẫm chân mặt đất ầm một tiếng, đất cứng thoáng chốc hàng dấu chân nờ hờ xin cỡ vài tấc. Lý U Nguyệt kinh ngạc cảm nhận mình biến đổi, cảm giác trong thân thể tràn đầy lực lượng. Khuôn mặt tiêu tụy biến mất, thay vào đó là anh khí sáng sủa như là thay da đổi thịt vậy. Phong liệt mỉm cười nói, U Nguyệt, bây giờ nàng cũng là ma long võ giả, sau này sẽ không ai dám khi dễ nàng nữa, nàng có thể tự mình dạy họ bài học. Nói không chừng trên đại lục sẽ có thêm một tuyệt thế nữ cao thủ. Hắc hắc hắc. Lý Hộ Pháp trừng mắt phong liệt, nói, hừ, con gái của Lý Thiên Ký ta có ai dám khi dễ. Hừ. Phong liệt khinh thường biểu môi, thầm nghĩ, có gì ghê gớm đâu, chẳng phải khiến con gái ở thanh lâu nhiều năm chịu tội. Nếu không phải lão tử trùng sinh thì e rằng U Nguyệt đã sớm, hư. Lão già. Lão tử không thèm quan tâm kẻ thiển cận như lão. Có lẽ nghe được phong liệt trũ thầm. Lý Hộ Pháp quay đầu lạnh lùng nói với hắn, tiểu tử, lăn ra xa chút, ta có chuyện muốn nói với U Nguyệt. Phong liệt ngẩn ra, sau đó gật đầu với U Nguyệt, xoay người đi về phía xa hắn biết hai cha con có chuyện riêng cần phải nói, hắn đứng đó không tiện lắm. Thấy Phong Liệt dần đi xa, Lý U Nguyệt hé môi rất muốn gọi hắn trở về, nàng cực kỳ không muốn ở gần phụ thân của mình, lòng cực kỳ hoang mang. Lý Hộ Pháp dường như bất mãn Phong Liệt đi quá chậm, chợt cách không vung chưởng, chỉ nghe về một tiếng. Một cơn lốc xoáy đen cuốn hướng hắn. Phong Liệt còn chưa kịp phản ứng đã bị ném ra xa không thấy bóng dáng. À, ông đã làm gì hắn? lý u nguyệt giật mình tức giận nhìn lý hộ pháp lý hộ pháp bất đắc dĩ nói yên tâm hắn sẽ không có chuyện gì lão thấy con gái lạnh lùng với mình còn không bằng thái độ với người ngoài là phong liệt thì lòng rất khó chịu lý u nguyệt nghe nói phong liệt không có chuyện gì mới thầm thở ra vẻ mặt thản nhiên nhìn lý hộ pháp dưới ánh mắt chăm chú của nàng lý hộ pháp từ từ lấy xuống mặt nạ thanh đồng nhiều năm chưa gỡ ra phút chút một khuôn mặt người đàn ông trung niên cương nghị tuấn tú hiện ra trong mắt Lý U Nguyệt. Khuôn mặt khiến nàng vừa thấy quen vừa thấy lạ. Lúc này, trên một gốc cây to đâm trời cách vài dặm phong liệt đang chật vật bị treo trên cành cây rung rẩy sắp gãy, tùy thời cây gãy người rớt, nếu mà rớt xuống độ cao gần trăm trượng thì phong liệt chắc chắn ngã thành cục thịt. Lão già chết tiệt. Kiếp trước đối xử với lão tử cung đưa như cha ruột, đời này dám tùy tay ném lão tử như vứt rác thật sự là thúc thúc thẩm thẩm nhìn được chiếu lão tử thì không. Đợi lão tử hồi phục lại tu vi kiếp trước thề sẽ báo lại thù này. Chương 19, con chim nhỏ quái dị. Phong liệt một bên chữ bới lý hộ pháp vừa cẩn thận dọc theo cành cây bò vào trong, may là ông trời còn thương hắn, nhánh cây không gãy khiến hắn thuận lợi bò tới gốc cây chính. Ghi vi. Đột nhiên một tiếng rít chói tai truyền vào lỗ tai phong liệt, hắn vội nhìn theo hướng phát ra tiếng động, lòng thầm giật mình. Chỉ thấy trên một chạc cây cách hắn 3 mét có một tỏ chim to như cái thớt, xung quanh cành lá sung xuê, không cẩn thận nhìn thì rất khó phát hiện. Lúc này cạnh tổ chim có con mãng xà to cỡ miệng bát màu xanh, thân hình dài vòng quanh cây, ngẩng cao đầu thè lưỡi đỏ máu hướng một con chim nhỏ còn chưa mọc lông. Xem ra con rắn độc này tùy thời sẽ nuốt trọng chim non chỉ cỡ bàn tay, nhưng dường như có có gì e ngại, đôi mắt tam giác hung tận chớp lóe vẻ kiên dè. Phong liệt thầm lấy làm lạ, không lẽ con mãng xà cực kỳ độc và to lớn e sợ một chim non tròn trĩnh đứng không vững ư? Điều này khiến người rất khó hiểu, thật là thế giới to lớn không gì không có. Lát sau, dường như rắn độc mất đi sự nhẫn nại, nó bỗng giỏi đầu lộ ra bốn răng nhanh công sắc nhọn táp hướng chim non. Chíp Dường như chim non cảm nhận sự nguy hiểm, bỗng phát ra tiếng hét chói tai tuy ngắn mà mạnh mẽ, thanh âm không lớn lắm nhưng có sức xuyên thấu. Đặc biệt làm phong liệt chấn kinh là con chim phát ra tiếng, từng đường cong trắng như có như không ập hướng đầu rắn độc. Tiếp theo hiện ra kỳ tích. Chỉ thấy cái đùa to của rắn độc chợt trung lên, xu thế nhà tới khựng lại, vỗ lực rũ xuống, nếu không phải toàn bộ thân hình cuốn chặt cành cây thì chắc đã rớt xuống đất rồi sau đó từng đường trong trắng xẹt qua đâu thì cành lá sung xuê sau lưng rắn độc nhanh chóng rơi xuống, thoáng chốc biến thưa thất nhiều. Đây, đây là công kích sóng âm. Ui chà! Phong liệt con ngươi co rút, lộ ra hoảng sợ nhìn con chim tròn trịa. Phát ra một tiếng rít sông dường như con chim hao hết sức lực. Ở trong tổ chim nó ngã ngửa, cố gắng lắm mới đập đôi cánh thịt mọc ra chút lông để ổn định thân hình. Lúc này rắn độc gục đầu hơi lắc lư, dường như tỉnh táo lại một chút, quẩy người, từ từ ngẩng đầu nhìn con chim, trong mắt tăng sâu sự e ngại. Phong liệt tầm chấn kinh, lát sau đầu óc xoay chuyển cố gắng tìm hiểu con chim phát ra công kích sóng âm này có lai lịch gì. Nhưng hắn nghĩ muốn vỡ đầu cũng không chút ấn tượng, thật là chưa từng nghe thấy. Lát sau dường như rắn độc đã hồi phục nguyên khí, nó lại lần nữa phát ra tiên rít vọt hướng chim non, dường như không ăn được chim thì nó sẽ không ngừng lại. Con chim hình như đã dụng hết sức, con mắt đen tròn xoe nhìn rắn độc, ra vẻ rất sợ, lão đảo lùi lại bên mép tổ chim. Mắt thấy rắn độc lại nhào tới, chợt một lông trảo đen xuất hiện chọc vào bảy tấc rắn độc. Rắc một tiếng giòn vang, lông trảo bóp nát xương rắn. Ngay sau đó, đầu rắn độc lại rủ xuống, nhưng lần này nửa người sau của nó cũng vô lực thả lỏng ra, nguyên thân hình to dài ba, bốn trượng ngã xuống mặt đất cao trăm trượng. Bùng một tiếng, rớt thành đống thịt. Tiêu diệt trắng độc, anh hùng cứu con chim gặp nạn chính là Phong Liệt. Phong Liệt cố nén người đau đớn từ xa vung một vuốt. Chớp mắt đánh chết trắng độc, sau đó cẩn thận đi hướng con chim, đôi mắt lóe tia mừng thầm đã nhặt được báu vật. Hắc hắc, tiểu tử đừng sợ, là bổn đại hiệp đã cứu ngươi. Phong Liệt cười tà nằm úp sắp cạnh tổ chim, tranh công nói với chim non, cố gắng biểu hiện ra vẻ lương thiện vô hại lòng hắn thầm nghĩ tặng con chim này cho U Nguyệt chắc chắn sẽ khiến mỹ nhân vui vẻ, coi như bồi thường nàng một chút. Nhưng hình như con chim không dễ dụ, nó trợn mắt nhìn hắn không khác gì nhìn con rắn độc mới rồi, từ một góc tổ chim dời sang góc khác, cách phong liệt xa chút, điều này khiến hắn rất bực mình. Nếu mày sư tư một lát sau, phong liệt nảy ra một kết. Hắn từ nhẫn trữ vật lấy ra một bình đang dược đổ một viên linh đan vàng ống lánh, long nguyên đan, đây là đan dược có giúp ích cho việc tu luyện, ẩn chứa dồi dào thiên địa nguyên lực, tra mùi hương linh thả sọc vào mũi. Tiểu tử Thử vị này xem sao Phong liệt dụ dỗ từng bước, chậm rãi đưa đan dược hướng về con chim Chíp Nhưng con chim chẳng hề nhận tình, lại phát ra tiếng trích ngắn ngủi mà có lực Từng vòng đường công trắng xẹt qua tay phong liệt, nhưng hiển nhiên lần này uy lực không bằng lúc trước Tuy nhiên cũng khiến bàn tay phong liệt đau đớn như bị điện giật, hắn run lên vội rụt lại, đang dược lăn vào trong tổ chim ngay dưới vuốt con chim. Phong liệt nghe răng nhếch miệng la làng, úi, đau quá. Hắn xoa xoa tay, cảm thấy đứt nhức thịt và xương như bị xé rách, nhưng từ bên ngoài không thấy có vết thương gì thì lòng rất kinh hoảng. Nhưng cũng vì vậy hắn càng kiên quyết dụ dỗ con chim nhỏ. Hắn nhớ rõ kiếp trước sau núi Ma Long Giáo nuôi một con đại thành hữu thần điêu, phun ra hữu thần diễm năng khiến cao thủ thần thông cảnh cũng phải lùi bước, hũ khí đi qua đâu là sông khô cạn, dãy núi hóa tỏa bụi, quả là uy lực không gì sánh bằng, có thể nói là vũ khí tuyệt thế. Mặc dù không biết tình hình cụ thể con chim này nhưng chắc không tầm thường, chưa đủ lông mà đã lợi hại như vậy, nếu tập trung bồi dưỡng nó lớn lên e rằng càng xuất sắc. Phong liệt nhanh chóng vận chuyển nguyên lực, khơi thông kinh mạch trên tay vài lần mới giảm đi đau đứng, đợi hắn nhìn hướng chim non thì ngẩn ra. Chỉ thấy nó nuốt xuống viên lông nguyên đan, mắt xe tròn chớp chớp, đột nhiên người rung lên, dương đôi cánh. Sau đó một đoàn ánh sáng vàng mông lung toát ra từ người nó. Dưới ánh mắt chăm chú của phong liệt, con chim vốn không có mấy cọng lông bỗng mọc ra lông vàng xù trong nó càng giống con chim hơn. Không còn là cục thịt tròn quay nữa. Hơn nữa cả người nó to một vòng, mỏ cong cong màu vàng và móng vuốt quặp lại có vẻ dữ tợn. Chim chip. Rốt cuộc con chim hưng phấn kêu lên, tiến vài bước tới gần phong liệt làm hắn vui mừng. Hắc hắc, có trò hay. A, à, chắc là ác điểu loài chim. Mắt phong liệt sáng rỡ, hắn lại lấy ra vài viên đang dược lắc lư hướng con chim, quả nhiên không bị nó công kích. Chỉ thấy nó chần chừ một lúc rồi từ từ tới gần phong liệt, mãi khi đến gần hắn mới ngừng lại. Hình như không cảm thấy sự nguy hiểm, nó bỗng nhiên thò mỏ nuốt xuống lông nguyên đan. Lúc này phong liệt hơi rầu mặc dù long nguyên đang là nguyên khí đang dược bình thường nhưng ẩn chứa nguyên khí rất dồi dào dù là hắn bây giờ chỉ có thể ba ngày nuốt một viên nếu không thì nhiều quá sẽ chịu không nổi con chim này mới cỡ nhiêu đây lỡ chống không nổi chết thì hắn mất nhiều hơn được nhưng điều hắn lo lắng không xảy ra lại tỏa ra vầng sáng vàng mông lung đôi cánh con chim chỉ mọc ra mấy cọng lông dài trong có chút giống ác điều trừ điều đó ra không có thay đổi gì nữa khiến phong liệt tặc lưỡi lấy làm kỳ miệng con này rộng đây. Tiếp theo Phong liệt từng viên đút cho con chim, nó nhận lấy hết, càng ăn càng hưng phấn. Cái đầu càng lúc càng to ra, lông chim trên người dần đầy hơn, trông rất thần tuấn. Chương 20, danh hiệu Kim Câu Mục đích của Phong liệt trốt cuộc đạt đến, một lát sau hắn thành công dụ dỗ con chim leo lên bả vai mình, đuổi cũng không chịu đi, khiến hắn cười toát tới mang tai. Tiểu tử, sau này theo đại gia lăn lộn, muốn ăn cái gì có cái đó. Hắc hắc hắc. Chim chíp. Mắt thấy một bình long nguyên đang sắp cạn kiệt, con chim đã to cỡ con chim cu gáy trưởng thành, dương đôi cánh dài cỡ một thước, mỏ dài sắc bén tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, trong ánh vàng lông chim tím lộ mấy phần quý khí. Móng vuốt sắc bén khiến phong liệt lo lắng bả vai của mình, đôi mắt nó sắc bén âm lạnh toát ra sự hưng phấn nhìn con chim trên đầu vai, Phong Liệt chợt nghĩ ra một ý tưởng thực nghiệm. Tiếp theo hắn không đút lông nguyên đang cho con chim nữa mà cắn đứt ngón trỏ nặng ra một giọt máu nhét vào miệng chim nhỏ. Chim chíp. Mặc dù nó khó hiểu nhưng vì tin tưởng vào Phong Liệt, có lẽ muốn thử nếm mùi máu nên nó nuốt xuống. Sau đó nó mắt lông lanh nhìn Phong Liệt, chờ đợi Long nguyên đan. Phong Liệt nhìn con chim nuốt vào giọt máu của mình thật lâu không có phản ứng, nhẹ lắc đầu lầm bầm, xem ra không phải vấn đề của mình rồi. Nhưng đang lúc hắn thất vọng, bỗng con chim ngửa đầu phát ra tiếng hú xuyên kim nứt đã. Lông chim toàn thân bỗng dựng lên. Vì Tiếng hú lực xuyên thấu cực mạnh vang phạm vi vài dặm, chấn rừng cây vô biên rớt lá, mặc dù không phải công kích nhưng nếu là thể xác người thường thì chắc đã bị chấn học máu, ngay cả phong liệt cũng thấy tai ù vang tạm bị điếc. Phong liệt không rảnh rủa, lúc này xung quanh xảy ra biến đổi nguyên khí trong thiên địa từ từ dâng lên, một long hình nguyên khí mắt thường có thể thấy vọt vào người con chim. Thức tỉnh huyết mạch. Quả nhiên là vậy. Phong liệt ngẩn ra, thầm giật mình. Đây rõ ràng là dấu hiệu thức tỉnh huyết mạch, giống hệt như trước đó Lý U Nguyệt thức tỉnh huyết mạch vậy. Thì ra máu của lão tử thật sự có hiệu quả khiến người thức tỉnh chân long huyết mạch. Hèn chi kiếp trước lão già chiến thiên ma vương mỗi một đoạn thời gian bắt lão tử phải thả một bồn máu còn lấy danh nghĩa là trừ tạp chất sót trong dược vật cha nó trừ bà nội nó phong liệt kiềm không được chửi mắng đời trước từ khi phong liệt tiến vào ma long giáo thì được dốc sức bồi dưỡng gần như không có tiếp xúc gì với người trong giáo chỉ quen ba bạn tốt long vũ và sở điệp là hắn tình cờ quen sở huyền thì là chủ động tiếp cận hắn phong liệt là lại người không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng tập trung tu luyện cho nên mới ngắn ngủi 10 năm đã bước vào hàng cao thủ thần thông cảnh, nổi danh thiên hạ. Đối với bất cứ tài nguyên nào có giúp ích cho tu luyện sẽ có người chấp tay đưa lên ngay. Mà lòng giáo đúng là tùy tiện hắn muốn gì được nấy, khiến hắn chưa từng có lòng cảnh giác người bên cạnh. Nhưng bây giờ trùng sinh rồi, hắn biết tất cả đại ngộ kiếp trước chẳng qua là âm mưu mà thôi, mà lòng giáo từ người của hắn lấy được báo đáp hơn xa trả giá thậm chí phút cuối muốn lấy cả mạng sống và thân thể hắn. Mười năm, ma long giáo dùng vô số bồn máu của hắn chắc tạ ra vài chục vạn ma long võ giả cũng không biết chừng. Nghĩ thông điểm này phong liệt hận đến nhất trăng. Cha nó. Ma long giáo chết tiệt. Các ngươi chờ đó, đời này lão tử phải khiến các ngươi trở lại món nợ đời trước mới được. Phong liệt căm hận phát lời thề độc, trong đầu trồi lên kế độc ác hại người mà lợi cho ta, chỉ chờ hắn lẫn vào ma long giáo là sẽ thực hiện ngay. Lúc này, một tiếng rồng ngâm chấn thiên kéo phong liệt trở về hiện thực, hắn ngoái đầu nhìn, biểu tình mừng rỡ. Chỉ thấy trên đầu con chim một ảo ảnh thần long màu đen dài một trượng lưng có cánh chật lóe, con chim không thay đổi gì cả nhưng khí chất âm u nhiều, trên người lông chim vàng chóe hoàn toàn biến thành sắc ám kim. Dưới cánh còn mọc vẫy đen như là nghịch lân của thần long vậy, tăng thêm chút uy nhiếp. Nhất cấp long điêu hắc hắc hắc. Phong liệt nhếch miệng cười gian, tiếp theo hắn nhướng mày do dự nói, đặt tên cho ngươi vậy, gọi là gì đây? Phong liệt đang nhíu mày suy tư thì liếc qua mỏ dài gấp khúc màu ám kim của con chim, mắt sáng lên, nói, à, gọi ngươi là kim câu đi. Cái tên kim câu? Ừm, tên đủ hung dữ. Chim chíp. Phản đối cũng vô dụng. Đi theo đại gia lăn lộn thì phải nghe lời. Phong Liệt vừa lầm bầm lời không biết nó có nghe hiểu không, vừa từ từ bò xuống đất. Nếu bây giờ đã thành công dụ dỗ chim non rồi thì không cần ở lại đây nữa. Quan trọng hơn là Phong Liệt nhìn thấy tổ chim to cỡ cái thất lòng hơi run. Tổ chim to như vậy, không biết phụ mẫu của kim câu lớn đến cỡ nào. Nói không chừng thân thể hiện tại của hắn không đủ cho chúng nhét kẻ răng, không mau bỏ chạy chẳng lẽ ở lại đưa cơm ư. Cây cỏ này cỡ 10 người ông mới hết cao trăm trượng lấy thân thể trọng thương chưa lành của phong liệt phải mất nửa canh giờ mới tụt xuống được đang lúc phong liệt thở phào thì bỗng có tiếng gió vang trên đỉnh đầu phong liệt ngẩng đầu nhìn thì ra là lão già lý hộ pháp đi tìm hắn hắn không có gì ngoài ý muốn thời gian dài như vậy hai cha con có gì muốn nói cũng nên xong mắt thấy lý hộ pháp sắp chọc bả vai phải của phong liệt thì bỗng nhiên kim câu đứng ở vai trái hắn phát ra tiếng rít trách tai hướng tới lão G. Tiếng rít xuyên kim vỡ đá vang lên, từng vòng đường cong trắng bỗng quét hướng Lý Hộ Pháp, bao phủ không gian phạm vi hơn 10 trượng. A. À. Súc sinh to gan. Lý Hộ Pháp vốn định chọc vai phong liệt mang hắn về, không chú ý trên vai hắn một con kim điêu trông khá thần tuấn, không ngờ con chim phát ra tiếng rít khiến lão có cảm giác nguy hiểm. Tiếp theo lão nhanh chóng đem cương khí trải rộng toàn thân, ở trước mặt hình thành một lồng cương khí dù cùng là cao thủ thần thông cảnh cũng chưa chắc một kích phá được. Nhưng không ngờ sóng gần trắng hình cung không bị cản trở xuyên qua chụp cương khí, đánh vào người lão. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng gìn vang két, Lý Hộ Pháp trợn tròn mắt. Chỉ thấy trường bào màu đen trên người Lý Hộ Pháp từ từ biến thành bột phấn, nhanh chóng rơi xuống, ngay cả mặt nạ thanh đồng cũng vỡ vụn rào rào rớt xuống đất. Tình hình như vậy khiến phong liệt, Lý Hộ Pháp lòng chấn động mắt thấy lý hộ pháp sắp bị phong liệt thấy mặt thì lão nhanh chóng phục hồi tinh thần vội lấy ra trường bạo bọc trên người mới không lộ trò hề nhưng bây giờ lão không còn mặt nạ thanh đồng che đậy khuôn mặt người đàn ông trung niên tuấn tú uy nghiêm hiện ra có chút giống u nguyệt có thể nói là cực kỳ đẹp trai làm phong liệt cùng là đàn ông mà ghen tị muốn chết phong liệt ngơ ngác một lát rồi kìm không được thầm khen chật chật hèn chi mỹ nhân u nguyệt đẹp như vậy thì ra là di truyền huyết thống tốt đẹp của lão già này kiếp trước hắn quen biết cùng Lý Hộ Pháp 10 năm nhưng đây là lần đầu tiên thấy mặt thất của lão. Tuy nhiên, khi hắn chú ý trên mặt Lý Hộ Pháp không ngừng biến đổi sự tức giận mới bỗng hồi phục tinh thần. Nhanh chóng làm bộ làm tịch vỗ đầu Kim Câu, miệng hung dữ mắng, Kim Câu, không được vỗ lễ. Đây là người phe mình.